Rồi, hôm nay em sẽ mang đến cho quý cô chú anh chị mình một ngôi nhà chỉ 380 mấy triệu thôi nha quý cô chú anh chị ha. Đó, nhà này dành cho quý cô chú anh chị mình, chị em công nhân có lương thu nhập thấp và cần một cái mái ấm gia đình ha, an cư lạc nghiệp đó, để sau này mình có phát triển thêm, ở có nhà ở khỏi phải ở thuê ở trọ nữa. Thì đây ha, ở nhà này dành cho quý cô chú anh chị mình mức thu nhập dưới 1 tỷ ha. Thì nhà full của mình chỉ 385 triệu thôi nha quý cô chú anh chị ha. Đó, thiết kế là một trệt một lửng như quý anh chị mình thấy ha. Nhà này dân cư thì về ở rất là đông rồi ha quý anh chị. Đó, dân cư về ở rất là đông rồi, nhà chỉ còn có 2 căn này nha anh chị ha. Tranh thủ lại mua để trong dịp Tết này luôn ha. Đó, thì quý anh chị mình vào nhà xem nhà này. Nhà nhìn một gác, một trệt một lửng suốt luôn nha quý anh chị ha. Đó, 385 triệu thôi nha.